Bộ Công Thương cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước đạt 7,1%, xuất khẩu ước tăng 13,8%, nhập khẩu ước tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, đóng góp trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố các nền tảng tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế, góp phần xây dựng niềm tin của doanh nghiệp, ổn định đời sống nhân dân. Tại buổi họp báo thường kỳ quý 2 năm 2024, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, ngoài chỉ số công nghiệp tăng cao thì xuất nhập khẩu là điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam. Dự kiến 6 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt khoảng 370 tỷ đô la Mỹ, tăng 16%, cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục thặng dư với xuất siêu ước đạt 8,4 tỷ đô la Mỹ, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.406.000 tỷ đồng, chiếm 77,48% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong nửa cuối năm, để hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đã đề ra, ngành công thương sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách và pháp luật, triển khai các giải pháp về khơi thông sản xuất, phát triển ổn định nguồn cung cho xuất khẩu và thị trường trong nước, đảm bảo an ninh năng lượng, tập trung các giải pháp về thị trường, kiểm soát có hiệu quả nhập khẩu và chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Cũng nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1945, 21 tháng 6 năm 2024, thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các phóng viên, nhà báo, theo dõi đồng hành cùng ngành công thương, Bộ Công Thương trong suốt thời gian qua. Thời gian tới, những nhiệm vụ của ngành công thương khá nặng nề, do vậy, Bộ Công Thương mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ của các cơ quan báo chí để đạt được những kết quả đã được Chính phủ, Quốc hội giao.